Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Lang Thang để làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định trong tổ chức biểu diễn nghệ thuật liên quan đêm nhạc ca sĩ Khánh Ly của một số ca sĩ diễn ra ngày 25 tháng 6 tại thôn Măng Linh, phường 7, thành phố Đà Lạt. Trong hồ sơ gửi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng cấp phép biểu diễn của công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Lang Thang có kèm theo danh sách cụ thể tên từng bài hát mà ca sĩ Khánh Ly và một số nghệ sĩ khác biểu diễn, gồm 24 bài hát. Tuy nhiên không có bài hát Gia tài của mẹ, do ca sĩ biểu diễn tại sân khấu khoảng 1.000 khán giả. Trong văn bản chấp thuận chương trình biểu diễn nghệ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Lang Thang với tên gọi Đêm nhạc ca sĩ Khánh Ly, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu đơn vị này thực hiện đúng nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật đã được chấp thuận, đồng thời chấp hành quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu đơn vị tổ chức đêm nhạc làm giải trình và tiến hành xử lý theo quy định.